8 7 6 5 4 3 2 1 Chào mừng quý vị và bà con đến với chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa thứ 8. Thưa quý vị và bà con, đây là game thứ nhất của chương trình. Game này được gọi là khéo tay. Bây giờ mỗi đội cử cho tôi một người chơi đứng lên đây. Ở trên phía trên có người đã bịt mắt. Đấy, bây giờ mình phải làm sao mà khéo léo đi qua vòng xoay 3 vòng. Sau đó về múc bột, chui qua cái hàng rào này. Sau đó về cái vòng tròn này, đứng ở đây hất vào bát bột vào cái xô kia cho đồng đội. Mà đội nào nhiều bột hơn đội đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ nghe thời gian 3, 2, 1, bắt đầu. Múc. Rồi, chui qua. Về. Tiếp người khác, nhanh. Rồi. Chui đi. Rồi, đội xanh của chúng ta đã rất cố gắng đá vào. Ôi giời ơi, rất tiếc đội đỏ ơi, đội đỏ cố gắng lên. Cố lên đội xanh, đội đỏ cố lên, hai đội cố lên. Sao lại vừa hứng mà thế? Nhanh lên đội xanh, nhanh lên. Đây là bột trộn sẵn của Miko Hương xưa. Làm có thể làm bánh mì, bánh xèo rất ngon. Cho nên tất cả mọi người chơi đừng để lãng phí, đừng để rơi xuống đất nhiều. Ôi trời ơi. Quý khán giả ơi, vỗ tay nhiệt tình lên. Lát nữa chúng tôi chọn người nào vỗ tay nhiệt tình nhất để trao quà, những phần quà vô cùng đặc biệt. 2, 3. Cố lên. Rồi, đúng rồi, cũng phải tranh nhau rồi, đúng rồi. Múc hết của đội kia đi. Mời quý khán giả đếm ngược cùng bác thắng nào. 10, 9. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Quý khán giả thân mến, qua vòng một vừa rồi thì quý vị thấy hai đội chơi rất là quyết tâm. Và hiện nay xô của đội bên xanh tôi xách thấy là nhiều hơn của đội bên đỏ. Chúc mừng đội xanh, đội thắng của game 1. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.